Xin chào tất cả mọi người. Bình thường thì Tiến chỉ có thể nói chuyện về âm nhạc và kênh YouTube của mình cũng chia sẻ về âm nhạc, nhưng mà ngày hôm nay nó khác lạ một chút xíu. Đức Tiến chia sẻ một cái câu chuyện về xã hội. Thì gần đây nổi lên một cái nhân vật tên là Nguyễn Phương Hằng, chỉ là một doanh nghiệp, là một doanh nhân, đang tố tụng chuyện của ông Võ Hoàng Yên là một thần y gì đó lừa đảo. Thì những cái câu chuyện đó nó râm ran cả nước, cho nên thành ra là ai cũng biết, nhưng mà người ta coi tất cả những cái câu chuyện đó như là một trong những cái sự kiện của đời sống, hay là cách gọi của những người mà người ta theo dõi, người ta gọi đó là drama. Thì với Tiến thì tất cả những cái chuyện đó nó cũng diễn ra như hàng trăm vạn câu chuyện đang diễn ra trên đất nước này. Nó không có cái gì gọi là để mình phải lao tâm lao lực, hay là để mà mình phải chú ý. Thì ai có thì người ta kể cho mình, thì mình nghe rồi mọi chuyện nó cũng sẽ xong đi. Nhưng mà trong cái cuộc nói chuyện gần đây của bà Hằng, trong cuộc live stream, thì bà Hằng có nhắc đến cái chuyện về tôn giáo. Thì cái câu chuyện ngụ ý của bà là có thể làm cho cái buổi live stream của bà nó vui lên hay là cái gì đó thì mình không biết. Nhưng mà bà kể lại cái câu chuyện là có một cái chàng trai đó đi xưng tội, rồi thưa với lại ông cha, rồi mất chiếc xe, là ai dè là cái chiếc xe đó là của ông cha, của vị linh mục đó. Thì sau đó bà cười ha hả. Thì cái nội dung của câu chuyện thật sự nó cũng không có gì, nhưng mà với cái cách biểu đạt của bà Hằng, nó làm cho cái người ta cảm thấy như bà đang khinh miệt tôn giáo nhiều hơn là cách bà đang kể một câu chuyện cười. Bởi vì sao? Bởi vì trong câu chuyện của bà kể là đạo tôn giáo, công giáo thì sẽ đi đến nhà thờ một hai tuần gì đó để có thể xưng tội với việc mà mình đang cảm thấy là mình có lỗi thì mình xưng tội. Thì thực chất là cái việc đó một hai tuần hay là thời gian nào đó thì bên đạo công giáo không có ép buộc, tức là mình tự nguyện, mình cảm thấy mình có lỗi thì mình đi xưng tội. Cái thứ hai, bà mô tả về cái việc là có cái bức màn nào đó che, thì nó không phải như vậy. Thực sự một người xưng tội là một người phải có những cái bí tích như là rửa tội, rồi thêm sức, phải học giáo lý, rồi cái bục giải tội, thì gọi đúng là cái bục giải tội, nó là một cái kiến trúc bằng gỗ hay có thể là bằng một cái chất liệu gì đó khác, nhưng mà nó cũng là có cái hình ảnh Chúa trên nó chứ không phải là một cái rèm như bà kể. Thì cái bục giải tội luôn luôn nằm ở bên góc của nhà thờ, có thể là góc phải, có những nơi thì góc trái, cái đó thì Tiến cũng không rành lắm, nhưng mà nó thường nằm ở bên góc. Thì trong cái câu chuyện của bà kể nữa là cái vị linh mục nói là đủ má mày cái xe đó của tao. Thì mình thấy cái diễn đạt của bà nó bị quá lố, là bởi vì không có linh mục nào của cái việc mà sẽ chửi thề một cái người đi xưng tội cả. Bởi vì cái việc chửi đó đã là một cái tội, bởi vì đi xưng tội thì ngay cả cái việc chửi thề cũng phải xưng ra bao nhiêu lần. Bà diễn tả cái chuyện đó là nó xuyên tạc một chút xíu, bởi vì nó không có cái gì để vui và cười, nhưng mà bà cố cười thì nó hơi gượng. Thì Tiến thấy được là cái hình ảnh mà bà cố tả diễn tả cái người vị linh mục như vậy á, thì mình cảm thấy là mình không có hài lòng. Bởi vì câu chuyện có thể là do bịa ra một cái nội dung nào đó để người ta có thể suy gẫm về mặt triết học hay là cái lý lẽ gì đó của con người, nhưng mà mượn công giáo, mượn tôn giáo để mà đưa cái câu chuyện đó vô, thì cái chuyện đó là một cái chuyện đáng lên án. Cái việc mà Tiến phải lên tiếng với cái điều này á, là bởi vì không ai xúi Tiến lên tiếng cả, nhưng mà mình là một người công giáo thì mình cũng cần thiết phải có cái tiếng nói nhất định. Nó không phải là, trước hết là dĩ nhiên bà cũng sẽ không xâm phạm nổi được cái lòng tin của nhiều người công giáo. Tuy nhiên những cái việc nhỏ nhỏ như vậy thì Tiến nghĩ là ngay cả bản thân Tiến thì Tiến cũng lên tiếng để chi, để mình củng cố cái lòng tin của một người công giáo của mình.
một cái lòng tin về những cái giáo lý mà của Công giáo đã có lịch sử hơn 2.000 năm kể từ khi Chúa Giêsu ra đời. Và trước cả Chúa Giêsu ra đời thì cũng đã có cựu ước. Thì nghe chia sẻ với mọi người là mình lên tiếng như vậy không phải là để mình mong mọi người sẽ cùng ủng hộ với mình, không phải đâu. Bởi vì ngay cả việc bà Hằng bà lên tiếng cho nhiều cái việc gì đó của bà cũng mong mọi người khác ủng hộ, cũng có người ủng hộ. Nhưng mà bản thân Tiến, mà Tiến ngày hôm nay là một cái chuyện đầu tiên mà Tiến đã nói ra cái chuyện này, một cái chuyện không phải âm nhạc, là Tiến cũng không có ai mà mong ai sẽ ủng hộ mình, mà mình chỉ nghĩ đơn giản rằng cái tiếng nói của mình nó sẽ có người nghe, và cái người nghe đó người ta cũng sẽ từ cái chỗ của mình để người ta phản biện hoặc người ta sẽ nói nữa. Bởi vì chỉ có khi con người ta nói và phản biện dựa trên cái lý lẽ đúng thì cái xã hội nó mới phát triển và dựa trên cái điều tốt đẹp đó. Còn nếu như chúng ta cứ ngấm ngầm và tự phản biện cái bên trong nội tại của mình, và đến một lúc nào đó chúng ta yếu lòng và chúng ta thấy là ồ cái bà này bà nói đúng hay là cái gì đó, thì lúc đó là chúng ta làm sao? Bởi vì chúng ta không có thói quen của cái việc là phản biện lại những cái sai trái mà nó cứ ập đến mỗi ngày. Thì cái việc bà Hằng bà sai trái thì bà phải lãnh nhận cái chuyện sai trái của bà có xin lỗi hay không thì đó chính là cái lương tâm và cái phần người còn lại của bà. Tất cả những việc bà diễn ra, có thể bảo biện đó là một câu chuyện hài, nhưng đó là một câu chuyện hài không đúng chỗ và cũng không có đúng cái cách diễn đạt như vậy. Tiến chỉ có chia sẻ với tất cả mọi người về cái tinh thần đó, là bởi vì mình là một người Công giáo, mình yêu và tôn trọng và kính trọng những bậc linh mục. Họ đã bỏ ra một cái cuộc đời khác với cuộc đời của cha mẹ cho, như là lớn lên lấy vợ có công ăn chuyện làm lập gia đình rồi nối dõi, nhưng mà họ đã một cuộc đời khác, một cuộc đời chỉ có một mình. Trong những năm tháng cuối đời của những vị linh mục thì họ cũng chỉ là những người ở trong cái nhà dòng, rồi được những mai sơ chăm sóc vào cái tuổi già, và có người may mắn thì người nhà lên thăm. Thì Tiến cũng nghe rất là nhiều câu chuyện của những linh mục về già cũng rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên hội thánh thì vẫn luôn có những cái chính sách ưu đãi cho những vị linh mục như vậy. Thì với cái cuộc đời khiêm nhu của những người linh mục thì chúng ta đáng tôn vinh hơn là phải ngồi nghe những cái câu chuyện. Và ngày hôm nay Tiến phải ngồi phản biện lại cái câu chuyện của bà Hằng như vậy thì nó kỳ cục quá. Cũng hy vọng rằng với cái điều mà Tiến chia sẻ ra thì mọi người cũng có thể có một chút gì đó có thể góp ý, hoặc là có thể nâng cao cái tinh thần của cái việc là mình cũng là một người Công giáo, hoặc là không phải Công giáo nhưng người ta phỉ báng Công giáo của mình, thì mình cũng cần phải có một thái độ rõ để nói với người ta biết là bạn bậy rồi. Trong cái tình thương của Chúa thì Chúa, cái câu chuyện trong lịch sử Công giáo rất nổi tiếng đó, đó chính là khi mà cái người đàn bà đó ngoại tình bị dân lôi ra thì yêu cầu là ném đá, thì lúc đó có Chúa Giêsu mới nói là thì ai trong các ngươi cảm thấy mình trong sạch không có tội thì ném đá người đàn bà này đi. Thì cái người đàn bà đó họ đã biết họ sai, và sau đó những cái người kia người ta cũng cảm thấy họ cũng đâu có trong sạch, thì những người kia lùi đi. Những người kia lùi đi rồi cái điều cuối cùng Chúa Giêsu vẫn nói với lại người đàn bà là con hãy về nhà và con đừng phạm tội nữa. Thì đó là cái cách Chúa Giêsu tha tội luôn cho cái người đàn bà đó, là người được tha tội. Thì bà Hằng cũng sẽ không khác với là cái bà đó, cũng sẽ không khác. Rồi một lúc nào đó trong cuộc đời bà cũng sẽ suy gẫm lại là bà thấy cái điều đó bà sai, và chắc chắn bà sẽ được tha tội. Còn việc chọn một cái đời sống lý trí và ngã qua cái việc là nương chiều cái bản thân và cái ý nghĩ và tim óc của mình ở một cái thời đại kim tiền mà mình nghĩ rằng cái điều mình làm đúng, thì dĩ nhiên
người ta phản biện lại mình nghĩ rằng mình đúng thì mình cũng 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 không có gì đâu. Nhưng mà trong cái não trạng của mình sẽ không thay đổi được lịch sự lẽ phải của công giáo được. Cho nên từ đó người ta mới có cái đức tin, và tôn giáo cũng từ đó mới tồn tại mới mấy ngàn năm, hơn 2.000 năm nay, chứ đâu phải là một dăm ba bữa hay là vài chục năm nay. Cho nên thành ra là một kiếp người chỉ có được mấy chục năm, nhưng đừng đụng vào những cái chuyện mấy ngàn năm không nổi đâu. Dạ, xin chia sẻ như vậy. Hai ngàn năm trước, hai ngàn năm trước, một phiên tòa được mở ra cho Chúa Giêsu và tên cướp Baraba. Ông Phi-la-tô đã hỏi dân chúng rằng: trong hai người này, các ngươi muốn ta thả ai? Đây là tên cướp làm dân lành phải khiếp lo. Còn đây Giêsu, người tự xưng là ngôi vua. Ông Phi-la-tô lại hỏi dân chúng rằng: trong hai người này, các ngươi muốn ta thả ai? Nghe theo bọn tư tế, loài người kết tội Chúa tôi. Thả tên cướp ra, tự do ngay sau phiên tòa. Ông Phi-la-tô muốn Chúa nhận roi nhục hình, nhưng lũ dân cuồng muốn Chúa phải bị đóng đinh. Hai ngàn năm trước, tự do cho một tên cướp, đóng đinh Chúa tôi lên thập giá sau một phiên tòa. Hai ngàn năm sau, nhìn Chúa tôi trên thánh giá, lạy Chúa xót thương cứu con khỏi thời Baraba. Hai ngàn năm trước, tự do cho một tên cướp, đóng đinh Chúa tôi vì Ngài mang đến sự thật. Hai ngàn năm sau, con quỳ bên cây thánh giá, lạy Chúa xót thương cứu con khỏi thời Baraba. Dân lành phải khiếp lo. Còn đây Giêsu, người tự xưng là ngôi vua. Ông Phi-la-tô đã hỏi dân chúng rằng: trong hai người này, các ngươi muốn ta thả ai? Nghe theo bọn tư tế, loài người kết tội Chúa tôi. Thả tên cướp ra, tự do ngay sau phiên tòa. Ông Phi-la-tô muốn Chúa nhận roi nhục hình, nhưng lũ dân cuồng muốn Chúa phải bị đóng đinh. Hai ngàn năm trước, tự do cho một tên cướp, đóng đinh Chúa tôi lên thập giá sau một phiên tòa. Hai ngàn năm sau, con nhìn Chúa trên thánh giá, lạy Chúa xót thương cứu con khỏi thời Baraba. Hai ngàn năm trước, tự do cho một tên cướp, đóng đinh Chúa lên vì Ngài mang đến sự thật. Hai
2000 năm sau, con quỳ bên cây thánh giá, lạy Chúa xót thương cứu con khỏi thời Ba-ra-ba.